Xin chào anh em Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh xe Việt Và trong video ngày hôm nay Em sẽ cập nhật cho anh em về chính sách bán hàng mới nhất Đầu tháng 2 của mẫu xe gầm cao Trong phân khúc tầm trung 5 chỗ Đó là chiếc Kia Santos Đây là một mẫu xe bán chạy Trong mỗi năm 2022 vừa rồi Tương đối là chạy trong những tháng đầu tiên Của năm 2022 Và đến thời điểm gần cuối năm thì xe có trực lại Chính sách bán hàng của Kia Santos Tại thời điểm tháng 2 năm 2023 này Đang được hỗ trợ tiền mặt cho anh em và cụ thể chương trình bán hàng như thế nào thì mời anh em cùng xem chi tiết video Và anh em cùng đến với phần đầu tiên, những thông tin chung. Phần này em sẽ giới thiệu cơ bản về mẫu xe Kia Sorento cũng như là những chính sách bán hàng của Kia để anh em nắm được. Và có một số những thông tin mới anh em không nên bỏ qua phần giới thiệu chung này. Kia Sorento trước đây được phân phối có 4 phiên bản thôi, nhưng hiện tại bây giờ có rất là nhiều phiên bản để anh em lựa chọn rồi và đã có thêm tùy chọn động cơ 1.6 nữa cho anh em. Và cụ thể đó là những phiên bản sau. Phiên bản thấp nhất đó là chiếc Kia Sorento bản 1.4 Turbo dinax Phiên bản thứ hai đó là Kia Sorento bản 1.4 Turbo Luxury, phiên bản thứ ba đó là Kia Sorento bản 1.4 Turbo bản Premium. Phiên bản cao cấp nhất mới được phân phối thêm đó chính là chiếc Kia Sorento bản 1.4 Turbo bản GT-Line và theo tùy chọn động cơ 1.6 thường thì trước đây nó có phiên bản 1.6 Premium thì bây giờ sẽ có thêm hai phiên bản nữa đó là Kia Sorento bản 1.6 AT Deluxe và Kia Sorento bản 1.6 AT Luxury. Như vậy tổng tất cả các phiên bản Kia sắp tốt là anh em có 7 lựa chọn, rất là nhiều phiên bản đấy ạ Anh em nào thích đi turbo thì có 1.4 turbo và anh em nào thích đi 1.6 AT thường thì có 1.6 AT thường cho anh em Chính sách bán hàng của Kia phân vùng thị trường Anh em ở địa phương nào mà có showroom Kia rồi thì anh em chỉ được phép mua xe ở nơi đó Chính vì vậy cái này hơi hạn chế cho những anh em nào muốn tham khảo và mua xe ở những showroom giá tốt hơn Và cũng là cái hạn chế em không thể nào bán được về cho những anh em ở tỉnh em chỉ bán được cho những anh em ở Hà Nội thôi nên những anh em nào ở Hà Nội thì anh em liên hệ trực tiếp với em còn những anh em ở các tỉnh khác thì anh em tham khảo giá bán cũng như là những chính sách bán hàng trên video sau đó anh em chủ động ra trực tiếp showroom để đàm phán giá cũng như là những cái thỏa thuận để đạt được đến cái mục đích là mua xe về hình thức mua bán thì anh em có hình thức đó là mua trả thẳng hoặc mua trả góp và đối với những anh em mua trả góp thì em xin phép nói lại một số những thông tin để anh em nắm được áp dụng tại showroom bên em anh em được vay ngân hàng tối đa lên đến, đến 85% thời gian vay tối đa cho anh em là 8 năm tối thiểu là 3 năm và với cái mức lãi suất năm đầu tiên được ưu đãi nào khoảng 1,2% trên một tháng từ năm thứ hai trở đi biên độ sẽ khoảng là 1,3 cho đến 1,4% trên một tháng anh em nào mà vay trên 75% đến cái mức tối đa 85% mà anh em không chứng minh được thu nhập bằng hình thức lương chuyển khoản thì anh em sẽ gần như là phải mua bảo hiểm nhân thọ hoặc bảo hiểm khoản vay anh em lưu ý cho em vấn đề này và mời anh em cùng đến với phần thứ hai đó là chi tiết chương trình bán hàng của từng phiên bản Kia Sorento tại thời điểm đầu tháng 2 năm 2023 này và anh em sẽ giới thiệu chi tiết 7 phiên bản để anh em nắm được. Mời anh em cùng đến với phiên bản đầu tiên trong một tùy chọn động cơ 1.4 turbo, đó chính là chiếc Kia Sorento bản 1.4 turbo Dinax phiên bản thấp nhất. Giá niêm yết của nhà máy là 659 triệu và giá bán cho anh em tại thời điểm đầu tháng 2 năm 2023 này là 625 triệu. Anh em được tặng kèm những phụ kiện theo xe như là giảm cách nhiệt, thảm để chân và tủ cứu hộ chi phí ra biển số lăn bánh tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em như sau anh em nào ở hà nội sẽ là 724 triệu anh em nào ở sài gòn là 711 triệu anh em ở các tỉnh áp 12% là 704 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% là 691 triệu chi phí ra biển số lăn bánh trên đã bao gồm đầy đủ những khoản chi phí theo quy định của nhà nước chưa có những khoản chi phí ngoài và chưa có bảo hiểm thất vỏ anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp thì anh em sẽ vay ngân hàng là 531 triệu gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ thanh toán là khoảng 11,9 triệu trong đó gốc chia đều là 5,5 triệu lãi sẽ tháng đầu tiên là 6,3 triệu và số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất như sau anh em nào ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 192 triệu anh em ở Sài Gòn là 180 triệu anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 173 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 160 triệu ngoài ra thì anh em còn phải chuẩn bị những khoản chi phí như bảo hiểm thân vỏ chỉ là 8,7 triệu chi phí đi đăng ký bảo hiểm nhân thọ hoặc khoản vay nếu mà anh em phải mua Tiếp theo mà anh em cùng đến với phiên bản thứ hai đó là chiếc Kia Sorento bản 1.4 Turbo Luxury. Giá đến biết là 704 triệu và tại thời điểm này ta bán là 675 triệu cho anh em. Anh em vẫn được tặng kèm những phụ kiện theo xe. Anh em có thể xem trên màn hình. Chi phí ra biển số lăn bánh em cũng đã tính cho anh em như sau. Anh em nào ở Hà Nội sẽ là 781 triệu. Anh em ở Sài Gòn là 767 triệu. Anh em các tỉnh áp 12% là 762 triệu và anh em các tỉnh áp 10% là 748 triệu chi phí ra biển số năm máy trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí anh em xem lại trên màn hình giúp em những anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp thì anh em sẽ quay ngân hàng là 573 triệu gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán là 12,8 triệu trong đó gốc chia đều là 5,9 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 6,8 triệu dư nợ giảm dần và số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất như sau anh em nào ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 2,8 triệu anh em ở Sài Gòn là 194 triệu anh em ở các tỉnh áp 12 trăm là 188 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10 phần là 174 triệu Ngoài ra thì anh em phải mua bảo hiểm thân vỏ trị giá 9,4 triệu Chi phí đi đăng ký đăng kiểm, bảo hiểm nhân thọ hoặc khoản vay Tiếp theo mời anh em cùng đến với bản thứ ba đó là chiếc Kia Santos bản 1.4 Turbo bản Premium Giá nên biết là 759 triệu Và giá bán cho anh em tại thời điểm tháng 2 này là 730 triệu Anh em vẫn được tặng những phụ kiện theo xe Anh em có thể xem trên màn hình và chi phí ra biển số lăn bánh em cũng đã tính cho anh em như sau Anh em nào ở Hà Nội sẽ là 843 triệu Anh em ở Sài Gòn là 828 triệu Anh em ở các tỉnh áp 1200 là 823 triệu Và anh em ở các tỉnh áp 10% là 808 triệu Chi phí ra biển số lăn bánh trên cũng đã bao gồm đầy đủ những khoản chi phí Anh em có thể xem lại trên màn hình Anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp thì anh em sẽ đồng quay ngân hàng là 620 triệu Gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán là 13,9 triệu Trong đó gốc chi đều là 6,4 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 7,5 triệu dư nợ giảm dần. Số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất như sau. Anh em ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 222 triệu, anh em ở Sài Gòn là 207 triệu, anh em ở các tỉnh áp 12% là 203 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% là 188 triệu. Ngoài ra thì anh em còn phải chuẩn bị những khoản chi phí. Thứ nhất bảo hiểm thân vỏ trị giá là 10,2 triệu, chi phí đăng ký đăng kiểm và bảo hiểm nhân thọ hoặc còn vay nếu anh em vay trên 75% Tiếp theo mời em cùng đến với phiên bản cao cấp nhất của dòng Kia Santos 1.4 Turbo đó là phiên bản City Line phiên bản này mới được phân phối thêm và cái giá niêm yết là 769 triệu cao hơn 10 triệu cho với cái phiên bản 1.4 Turbo Premium và cái giá bán cho anh em tại điểm tháng 2 năm 2023 này là 744 triệu như vậy cao hơn so với bản 1.4 Turbo bản Premium là 14 triệu Chính vì vậy, em vừa mới tính cho anh em cái chi phí ra biển số lăn bánh cũng như là những chi phí ban đầu của chiếc Santos 1.4 Premium thì anh em cộng cho em thêm 14 triệu cho từng mục thì sẽ ra cái chi phí ra biển số lăn bánh của chiếc Kia tốt bản 1.4 Turbo bản GT Line này. Tiếp theo mời anh em cùng đến với tùy chọn động cơ 1.6 AT thường thì phiên bản đầu tiên, phiên bản cao cấp nhất em giới thiệu đây anh em, đó chính là chiếc Santos bản 1.6 AT bản Premium, phiên bản cao cấp nhất giá niêm yết là 749 triệu và tại thời điểm tháng 2 2023 này giá bán cho anh em bây giờ là 724 triệu anh em vẫn được tặng kèm đầy đủ những phụ kiện như các bản xem tốt em vừa giới thiệu và chi phí ra biển số lăn bánh em cũng đã tính cho anh em cụ thể như sau anh em nào ở Hà Nội sẽ là 836 triệu anh em ở Sài Gòn là 821 triệu anh em ở các tỉnh áp 1200 là 817 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% là 802 triệu chi phí ra biển số lăn bánh trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí anh em có thể xem lại trên màn hình những anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp, anh em sẽ được vay ngân hàng tối đa là 615 triệu và gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán là khoảng 13,7 triệu. Trong đó gốc chi đều là 6,4 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 7,3 triệu. Dư nợ sẽ giảm dần và số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị cho em ít nhất như so. Anh em nào ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 220 triệu, anh em ở Sài Gòn là 205 triệu, anh em ở các tỉnh áp 12% là 201 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% là 186 triệu. Ngoài ra thì anh em còn phải chuẩn bị thêm bảo hiểm thân vỏ trị giá 10,1 triệu, chi phí đi đăng ký đăng kiểm, bảo hiểm nhân thọ hoặc khoản vay. Tiếp theo mời anh em cùng đến với phiên bản Kia Sorento bản 1.6 AT Luxury, giá niêm yết là 699 triệu và tại thời điểm này giá bán cho anh em là 674 triệu. Khuyến mại vẫn được tặng kèm những phụ kiện như các bạn sân tốt anh em có thể xem trên màn hình. Chi phí ra biển số lăn bánh tại các địa phương anh em cũng đã tính cho anh em như sau. Anh em nào ở Hà Nội sẽ là 786 triệu Anh em ở Sài Gòn là 771 triệu Anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 767 triệu Và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 752 triệu Chi phí trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí theo quy định của nhà nước Và anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp Thì anh em sẽ quay ngân hàng tối đa là 572 triệu Gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ thanh toán là khoảng 12,8 triệu Trong đó gốc chia đều là 5,9 triệu Và lãi suất tháng đầu tiên là 6,9 triệu Dư nợ giảm dần Số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị cho em ít nhất như sau Anh em nào ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 213 triệu Anh em ở Sài Gòn là 198 triệu Anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 194 triệu Và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 179 triệu Ngoài ra thì anh em còn phải mua bảo hiểm thân vỏ trị giá 9,4 triệu Chi phí dịch vụ đăng ký đăng kiểm, bảo hiểm nhân thọ hoặc khoản vay nếu có Và phiên bản cuối cùng em giới thiệu đến anh em Đó ừ. là mẫu xe Kia Suntos bản 1.6 AT phiên bản Deluxe Giá niêm yết là 649 triệu và tại thời điểm tháng 2 2023 này giá bán là 624 triệu. Anh em vẫn được tặng kèm những phụ kiện theo xe. Anh em có thể xem trên màn hình. Chi phí ra biển số lăn bánh em cũng đã tính cho anh em như sau. Anh em nào ở Hà Nội sẽ là 736 triệu, anh em nào ở Sài Gòn là 721 triệu, anh em nào ở các tỉnh áp 12% thuế là 717 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 702 triệu. Chi phí trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí anh em có thể xem trên màn hình giúp em. Và anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp thì anh em sẽ được vay ngân hàng tối đa là 530 triệu, gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán là khoảng 11,8 triệu, trong đó gốc chia đều là 5,5 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 6,3 triệu. Số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất như sau. Anh em nào ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 205 triệu, anh em ở Sài Gòn là 190 triệu, anh em ở các tỉnh áp 12 trăm thuế là 186 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% là 171 triệu. Ngoài ra thì anh em còn phải chuẩn bị những khoản chi phí sau Bảo hiểm thân vỏ trị giá là 8,7 triệu Chi phí dịch vụ đăng ký đăng kiểm Bảo hiểm nhân thọ hoặc khoản vay Nếu mà ngân hàng bắt buộc anh em phải mua Tiếp theo mà anh em cùng đến với phần thứ ba Đó là nguồn cung hàng hóa của các phiên bản Kia Sorento Tại thời điểm tháng 2 năm 2023 này Hiện tại Kia Sorento đang có xe tồn Và cụ thể anh em nào lấy phiên bản nào màu gì Xem video của anh bạn thể nào mà ở Hà Nội Thì liên hệ trực tiếp với em còn những anh em ở tỉnh khác thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với các bạn tư vấn mặt hàng ở showroom ở địa phương của anh em để tham khảo và mua xe. Trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chương trình mặt hàng của tất cả các phiên bản Kia Santos tại thời điểm đầu tháng 2 năm 2023 này. Cảm ơn anh em đã xem video và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Xin chào anh em.